Xin chào quý vị và các bạn, quay lại cái quan điểm và cái thời điểm nào mà dự án P Network này sẽ đi lên Open Mainnet thì theo những cái gì mình quan sát trong cộng đồng cũng như là trong cái sự phát triển của hệ sinh thái P Network, mình dự đoán khi mà hệ sinh thái P Network bùng nổ cho phép rất nhiều các cái DApp có thể trao đổi hàng hóa bằng Pcoin ở trên những DApp đấy thì chính là lúc là thời điểm mà dự án Pcoin Team sẽ bấm nút cho dự án P Network được bước sang cái giai đoạn là Open Mainnet. Bởi vì các bạn hình dung nếu bây giờ theo cái mô típ cũ của các đồng coin khác là lead lên sàn, đồng nghĩa với thời điểm là dự án đã chính thức ra mắt cộng đồng và Open Mainnet, thì P Network mà làm theo cái phương thức như thế, khi mà dự án chính thức Open Mainnet và lead sàn như thế thì anh em đào P chúng ta lại theo cái mô hình cũ là lên sàn xả sập coin đi cho mà xem đó. Thì để hạn chế được cái lối mòn cũ, cái bước chân cũ của các cái dự án tiền điện tử khác, thì Pico Team sẽ phải xây dựng hệ sinh thái và làm một cách nào đó để cho các cái nhà phát triển sẽ xây dựng được những cái DApp chấp nhận trao đổi hàng hóa bằng Pcoin để cái thời điểm mà Open Mainnet là cái thời điểm mà chúng ta sẵn sàng tiêu P cho những cái hàng hóa ở trên các cái sàn chấp nhận đồng Pcoin như vậy. Có như thế thì anh em chúng ta mới bớt lên sàn để xả P đi. Các bạn có công nhận mình điều như thế không? Vấn đề bây giờ là làm như thế nào để cho các cái DApp đấy, những cái nhà phát triển, những cái thương nhân thương gia như thế, họ chấp nhận thanh toán và họ có khả năng thanh khoản được P khi mà được phép giao dịch P ở trên các cái sàn DApp của họ như vậy. Nếu mà xét về cái tính ứng dụng thực tế của các cái đồng coin hiện tại có trên thị trường thì mình nghĩ chỉ có Ethereum là cái đồng coin gọi là top one trong cái việc mà có tính ứng dụng thực tế trong đời sống hàng ngày. Bạn có thể mua tranh, mua những cái bức tranh NFT ở trên OpenSea bằng Ethereum. Nhưng tuy nhiên Ethereum lại có một cái nhược điểm là phí gas, gọi là phí giao dịch ấy, nó quá là cao. Có một cái đồng coin khác là Polygon thì giá giao dịch, cái chi phí gas nó cũng khá là rẻ. Tuy nhiên thì về cái quy mô của Polygon thì nó lại không bằng được Ethereum. Do vậy thì với cái vai trò được mong muốn là sẽ là một cái đồng coin có cái tính ứng dụng thực tế cao nhất trong cái đời sống của anh em chúng ta hàng ngày bây giờ ấy, thì Pcoin sẽ hy vọng là làm được việc đấy, thay thế cho Ethereum và Polygon. Thực ra thay thế thì mình nghĩ thời điểm ban đầu cũng sẽ rất là khó. Tuy nhiên nếu mà biết cách phát triển hệ sinh thái, biết cách làm việc với các cái thương nhân thương gia, rồi các cái DApp ấy, thì có lẽ việc mà chúng ta có thể sử dụng được Pcoin trao đổi hàng hóa trong cái thời gian sắp tới sẽ không còn xa nữa. Và mình nghĩ đấy cũng là một cái cách để Pcoin Team có thể đưa cái dự án P Network này sống lâu sống dai trong cộng đồng chúng ta. Chứ nếu mà theo cách thức cũ thì mình nghĩ chả sớm thì muộn cũng sẽ bị xả sập sàn thôi. Dĩ nhiên các sàn thì họ có quỹ, có vốn, nhưng mà liệu họ có đủ can đảm để có thể đưa ra được cái mức giá tốt, đối với định giá được cái mức giá tốt với đồng Pcoin khi mà Open Mainnet hay không. Tài phiệt thì rất là nhiều, nhưng mà nếu mà để tài phiệt can thiệp vào được cái giá của Pcoin khi mới chập chững bước ra đời như thế thì mình nghĩ dự án lại dễ sập đó. Thì đây là một bài toán khó, cần được Pcoin Team nghiên cứu kỹ lưỡng và có cái cách giải vậy là thấu đáo. Chúng ta cùng chờ đợi những cái bộ óc thông minh của Pcoin Team sẽ xử lý vấn đề này như thế nào trong tương lai các bạn nhé. Ok, follow kênh chúng mình để có thể nhận được những thông tin cập nhật mới nhất về dự án P Network cũng như là các dự án tiền điện tử khác. Xin chào và xin hẹn gặp lại.